Chào bạn. Mới đây thì NASA đã công bố cái bí mật, gọi là bí mật thế kỷ luôn. Đấy. Về dấu vết sự sống ở trên các hành tinh khác, ở trên trên sao Hỏa. Họ chỉ công bố như thế thôi, còn rất là nhiều những cái gọi là bí mật mà họ họ giấu mình. Đấy. Thì biết đâu 100 năm nữa hoặc là sớm hơn, loài người có thể tìm ra được cái sự sống ở bên ngoài trái đất. Và thượng đế phải chăng là biết đâu là nó sẽ có thật và đang sống ở một cái nơi gọi là xa xôi ở ngoài vũ trụ này kia. Đây. Như chúng ta đã biết, loài người chúng ta chỉ biết một tí về khoa học thôi, tựa như cái hạt cát giữa sa mạc vậy. Nhưng mà nhiều người khẳng định là không hề có thần Phật, không hề có Chúa, Đấng Allah, vân vân. Đấy, trước kia mình cũng là một con người như thế. Lời khuyên của mình là đừng làm một kẻ trong lòng không có đấng siêu nhiên. Đấy. Cách đây một vài năm thì một người bạn ở Mỹ quen biết trên Facebook mình đã viết như thế này. Ông ấy là một nhà khoa học. Đấy. Ông ấy nói rằng ở trên thế gian bạn đừng hâm mộ những người tài giỏi hay là những người có mưu kế xảo quyệt. Những kẻ xảo quyệt đáng sợ đấy, mà hãy coi trọng những người có tấm lòng nhân hậu, đạo đức tốt. Nhưng mà đạo đức tốt mà nhân hậu quá mức có thể khiến cực đoan và có thể khiến trở trở thành nhu nhược. Cái gì quá thì sẽ không tốt, dĩ nhiên rồi, cái gì quá thì sẽ không không tốt đấy. Và ông ấy cũng nói thêm rằng nếu nếu mà anh không có cái không tin vào cái đấng siêu nhiên, không tin vào thượng đế thì sao? Thì anh có thể làm bất kỳ điều gì, bao gồm cả việc trái đạo đức, trái lương tâm mà không sợ bị gì cả, không sợ bị thần Phật quở trách, không sợ bị có quả báo này nọ. Đấy. Nhìn lại lịch sử nào. Chúng ta nhìn lại lịch sử nhá. Chúng ta dễ dàng thấy được một Hitler rất là tài giỏi. Có thể nói là Hitler là người trong lịch sử thế giới là chưa có cái hiện tượng nào chỉ trong vòng 3 năm mà có thể khiến cho một đất nước đang rệu rã, đang tồi tàn vì chiến tranh, nạn đói mà có thể trở thành một cái cường quốc nằm trong top top 3 của thế giới. Đấy. Mạnh về cả chính trị và mạnh về cả kinh tế và quân sự. Nhưng mà Hitler đã dùng mưu kế, sự quỷ quyệt của mình để tập trung quyền lực vào một chính đảng duy nhất và gây ra thảm sát hàng hàng triệu con người. Chúng ta dễ dàng thấy những cái tay IS đấy có cái tấm lòng nhân hậu nhưng được dẫn dắt bởi sự ngu xuẩn quá mức. Những người IS ấy, họ theo đạo Hồi, và đạo Hồi là một cái đạo phát triển nhanh nhất trên thế giới. Và cái giáo lý của nó, giáo điều của nó ấy, mình từng đọc rồi, mình từng tìm hiểu rồi, nó rất tốt. Nhưng mà vì cái lòng tốt nó quá mức đi. Đấy, nó sinh ra cái sự gọi là cực đoan và sự ngu xuẩn. Đấy. Cái ông nào lãnh đạo IS ấy đều có bằng thạc sĩ, tiến sĩ về 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 đạo Hồi ấy. Đấy. Ở trên hiện tại ở Việt Nam mình và thậm chí là ở Đông Nam Á thì nhiều người họ thường than rằng là tại sao giới trẻ như như mình này chẳng hạn đấy, hay là cái mấy đứa lo choi mới học lớp 7, lớp 8, 9, 10 đấy thì xói mòn đạo đức đấy. Thậm chí là chửi văng tục rồi đánh luôn cả thầy cô. Thầy cô vừa vừa mới chửi nó ở trên lớp thì về nhà nó đã, trên đường đi nó phục kích, nó đánh rồi đấy. Đó là vì sao? Đó là hệ hệ lụy của việc giáo dục của chúng ta không đưa những cái giáo lý của Phật giáo, của thần học đấy. Hoặc là xem môn giáo dục công dân chỉ là môn trả bài thôi, môn đọc chép thôi, học theo kiểu EA như vẹt vậy. Đấy. Nếu như mà cái môn giáo dục công công dân ấy mà chỉ việc mà đọc đúng từng chữ từng ý thì mãi mãi con người không thể nào tốt được.
Giáo dục công dân chỉ nêu lên những cái ví dụ này nọ thôi, mà không có những cái câu chuyện cụ thể giống như trong Phật giáo hay là trong thần học hay 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 là trong những cái giáo lý của đạo Allah hay là đạo Tin Lành hay là đạo Thiên Chúa chẳng hạn, thì mãi mãi nó không đi vào trong lòng người được, con người không thể nào tốt lên được. Đấy. Bạn có thể nói tôi là những người mà triết lý như tôi chẳng hạn, sống ảo, sống như 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 CC cái gì đấy. Đấy, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì tôi tin chắc điều đó sẽ được chứng minh. Ok, và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.